Ui trời ơi, xà lan ngọn núi bên đó đó hả? Lên đi, lên lên ok nha, lên trước ở trong đó luôn. Bác nói là bác ở trên cái ngọn núi đó. Có cọp luôn hả? Ôi nhiều ấy. Ở trên đó nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Ôi cả nhà, bác nói là trên đó nhiều lắm, nhiều cọp lắm. Thiệt không bác? Nhưng không ăn người đâu. Bác có thấy cái con cọp chưa? Thấy chứ. Thấy luôn hả? Ủa trời ơi, vậy là cái câu chuyện của hai chị em người rừng ở phía bên kia là cởi là câu chuyện có sự thật cả nhà, có cọp. Thiệt luôn hả bác? Nhóc không ăn thôi, cọp không ăn. Thấy cọp? Thấy cọp chứ. Ui. Đi đâu là cô? Dạ. Sao giảng vậy? Gặp con gặp là con xỉu luôn á. Nhóc thôi người là nhóc chạy. Cọp thấy người chạy. Con cọp to không? To cỡ đây hả? Cao không? Cao. Đây. Màu gì đó? Màu đỏ. Màu đỏ. Ui, dạ rắn này. Cả nhà mình. Trời ơi. Con rắn nó thay da này cả nhà. Đây cả nhà mình xem, nhìn thấy không? Wow. Dài lắm cả nhà ơi. Bạn đồng hành bước qua luôn, không thấy luôn. Để cả nhà mình xem nè. Rắn đây chắc có lẽ là rắn hổ chúa nè cả nhà. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá cả nhà ơi. Hôm nay lại tiếp tục lang thang. Đi chung lang thang xin chúc cả nhà mình một ngày mới có thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay đi chung lang thang và người bạn đồng hành sẽ tiến sâu vào trong một cái cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Đi chung lang thang mới phát hiện ra một cái ngôi làng của người đồng bào Rắc Lây sinh sống trong đây. Nên đã quyết định trải nghiệm đi vào trong để xem cuộc sống của người đồng bào như thế nào. Mời cả nhà mình hãy đồng hành cùng với đi chung lang thang trải nghiệm núi rừng nha. Trải nghiệm cuộc sống của bà con người đồng bào Rắc Lây miền núi. Hôm nay trên miền thang có mang vác cát khô với lại đèn năng lượng mặt trời. Tại vì vào trong đây vùng sâu vùng xa cả nhà nên mình leo núi không có mang vác được nhiều. Cũng cố gắng mang vác cát cơm đến tặng cho bà con để cho bà con vui. Ở nơi đây thì trên miền thang thấy một con đường mòn nhỏ nhỏ, rồi mình bắt cái con đường mòn này mình sẽ tiến thẳng vào bên trong. Mong rằng cái chuyến hành trình này sẽ gặp được nhiều may mắn. Ôi, đập vào da rắn sợ quá cả nhà ơi. Ở đây có con suối nè cả nhà. Mệt chưa người bạn đồng hành? Hình như trên kia có người á, bạn à, lên cho nó mình hỏi thăm đi. Đây có một con suối nước rất là trong luôn cả nhà. Chị Lê Thang phát hiện người đồng bào Rắc Lây họ đang ngồi trên cục một cái cục đá này cả nhà. Đó, nhà mình thấy không? Người phụ nữ đang ngồi hút thuốc cả nhà. Hai người luôn cả nhà. Đó, cả nhà mình xem nè, người phụ nữ miền núi nè.
Bây giờ Đôi Chân Lên Thang sẽ tiếp cận hai người phụ nữ này để hỏi thăm cái tiếng đường vào bên trong ngôi làng. Mệt không người bạn đồng hành? Mệt không? Mệt hả? Cố gắng tí mình thay phiên mình vác. Lên một cái con dốc cao này cả nhà. Ở đây á, Đôi Chân Lên Thang thấy có những cây điều người đồng bào họ trồng. Wow, bên đây có một cái cây chanh. Cái chanh rất là to luôn. Nhìn rất là tươi tốt. Ở đây có cây cây này là cây thanh long này cả nhà. Leo dốc thở không nổi luôn cả nhà. Cũng cố gắng nói chuyện chia sẻ những hình ảnh bà con nghèo miền núi cho cả nhà mình xem ha. À, cả nhà mình xem hình ảnh bà con nghèo này. Zoom lại gần gần cho cả nhà mình xem nè. Hello, hello. Xin chào. Cả nhà mình xem nè. Dễ thương chưa? Đang ôm một chú chó con. Xin chào, xin chào. À, xin chào bà con. Dễ thương quá. Wow. Đi chặt củi hả bác? Cả nhà hình ảnh bà con nghèo miền núi. Bà miền núi chứ. Bác ơi. Bác là dân địa phương đây hả? Nhà bác chỗ nào? Nhà bên kia. Nhà đó đó hả? Ồ. Con tặng bác cái cơm để làm quen nha. À, tặng cho bác một ký cơm ha. À, tặng cho chị một ký. Bác tên gì bác? Bác tên gì? Tên Đêm. Chấm lẽ thì Đêm. Chấm mới lấy thì Đêm. Dạ. Bác đi chặt củi hả? Chặt củi. Chặt là sáng nha, được gùi đó đó hả? Ừ, củi nhỏ. Mình chặt về mình trộm hay là mình chặt về mình bán? Giữ. Đốt. Chặt về để đốt, để dành đốt. Dạ. Bác có chặn bò, chặn dê không? Thôi. Không hả? Đi chặt củi thôi. Chặt củi. Trời ơi, lớn tuổi rồi mà đi núi giỏi dữ vậy. Đi lên tới đây luôn. Bác hay cho con hỏi thăm cái ngôi làng bên kia là mình đi đường nào qua vậy? Việt. Ngôi làng bên đây nè, đi đường nào qua bác biết không? Chỉ giùm con đi. Việt. Không biết đường qua hả? Chị biết không chị? Cái chỗ này mà người ta quay điện thoại mà các con cũng đi chưa? Dạ. Đi rồi chưa? Chưa đi. Chưa đi hả? Chị tên gì? Cười, chị tên gì? Đi năng thì nghiêm. Bên nhà thì nghiêm. Hai mẹ con hả? Đâu có, đây là mẹ của chồng. Mẹ của chồng à. Chị biết đường đi qua bên cái ngôi làng đó không? Chị chỉ đường cho em đi. Đường này thắng bên kia. Đi đi qua cái suối đó đó hả chị? Đi cái đường này này khác, cái này nó có nhà người. Không, ý là em muốn hỏi cái con đường mòn nữa dẫn đi qua bên ngôi làng đó đó. Tới luôn hả? Tới luôn rồi. Tới nhà luôn. Mình đi đường nào chị? Chị có thể là chỉ cụ thể giùm em không? À, đi qua cái suối đó. Nhà người ta. Dạ. Người ta đi. Dạ. Nhà bác ở nằm dưới đó hả? Bác có nhà dưới làng không? Có chứ. Không có. Có nhà dưới làng hả? Nhà nhà nước cho tặng đúng không?
Bà này là ở núi, bà này ở núi. Dạ. Nó ở trên núi nó cao. Ai? Ai ở? Bà này. Đây là mẹ của chồng. À. Chồng của chị á. Mẹ của chị sao kêu bằng nó? Hả? Sao gọi bằng nó? Kêu là mẹ 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 chồng À. nó ở đây, Nó nó ở ở gia đình chắc củi cho mình như là chắc của mình đó. là bên đồng bào mình là gọi cái từ nó là không không có quan Mà điểm hả? mình đi chặt củi không được, bị mà đau tay quá không được. Vậy hả? Ở trên núi là ở ở ở khúc nào đâu, chỉ con ai? Núi Núi cao có núi cao Úi trời, ơi nó cao xa lắm. ngọn núi bên đó đó hả? Lên đó, đi lên lên Ok lên nha, nha. Lên trước ở trong đó luôn. bác nói là bác ở trên cái ngọn núi đó. Lên lên độ bằng 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 là bên kia nữa. Ôi. Sao leo qua đó được, nổi hay vậy? Đi đấy, đi thế luôn Dài đó. chân tay dài sao đi đi núi. Nhỏ vậy anh nhỏ Tại bây giờ gì nó biết chứ? nó ở đây với mình á, tại vì mình ở nhà mình chắc cuối không được, tay mình bị nít Ê hả? nít. Mẹ ở thời gian một ngày hai ngày mẹ mẹ đi lên quê con gà ở trên núi á, rể của nó. Con chị là rể đây nè, ở À. nhà đây luôn, đây là nhà của chị. À. Trời ơi, ở lúc trên núi đó luôn á hả? Ở một mình thôi. Hai người, con trai một người, Dạ. mẹ một người. Dạ. Hôm nay xuống như đây chặt củi rồi, chừng nào mới Chắc lên trên đó lại? vui cả con rể. Dạ. Mày nó đi lên. Mày đi lại. Thì không bác ơi, cho nó thiệt đó hả? Thiệt chưa? Anh em nó Thiệt giỡn. Thế là mày cũng dần. ở trên đó Ông mình có rảy cho đó. nó không, mình có rảy trọng gì cho nó không, Trong bắp. Bắp. sao mình không 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 ở gần gần ở dưới chân bằng mà mình phải lên trên ngọn núi mình ở, Đâu có đất mà làm. không có đất Đất hả? người ta không. Đất người ta không mà. Cả nhà tin không, cả nhà bác nói là bác ở trên cái đồi ngọn núi đó đó. Ngày xưa bà mẹ làm ở đó, nó Dạ. có đi theo luôn Ồ. chứ, đất bà mẹ làm. Trời ơi. Ở trên đó không sợ bác? Không sợ. Con nghe nói cái núi đó ngày xưa cọp nhiều lắm đúng Con cắp không ăn, già rồi con cắp không ăn, nhưng không thèm. Già rồi con cọp nó không ăn. Nó không thèm Thèm. Nhục cân. ăn. Ui. Dạ, ăn không được. Dạ, ăn không được. Ở trên đó thấy cọp bao giờ chưa bác? Ở trên đó thấy cọp bao giờ chưa? Sao con nghe người ta nói cái núi đó là cọp nhiều lắm không bác? Không nhiều sẽ nhiều nhưng không ăn. Nhiều thì nhiều nhưng không có ăn. Con nói là lúc trước là phía bên kia đó có cái cô đó có chia sẻ là người bà con mình là đi đi núi lên trên cái núi ngọn núi đó là bị cọp nó ăn mất xác đúng không bác? Bác biết câu chuyện đó Bữa xưa là nhục ăn, bữa đây là nhục không ăn. không? Như nói là mất tích hai người đúng không bác? Trên ngọn núi là mất tích hai người. Nó không ăn chơi. Bác năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Để xưa mà hồi xưa là nhỏ ăn nên không có ăn. Ngày xưa là cọp ăn, bữa nay là không có cọp nữa. Không cặp nữa. Dạ. Cặp sẽ có cặp mà nhỏ không ăn. Có cọp luôn hả? Ôi. Nhiều ấy. Ở trên đó Khu nhiều vực lắm hả? là nhiều lắm. Ôi cả nhà. Bác nói là trên đó nhiều lắm, nhiều cọp lắm. Thiệt không bác? Nhưng không ăn người đâu. Bác có thấy cái con cọp chưa? Thôi chứ. Thấy luôn hả? Ôi trời ơi. Vậy là cái câu chuyện của hai 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 chị em người rừng ở phía bên kia là cỡ là câu chuyện có sự thật cả nhà, có cọp thiệt luôn không bác? Nhóc không ăn cơ. Cặp không ăn. Thấy cọp Thấy cặp chưa?
Ui. đi đầu là cô. Dạ. Sao giảng vậy? Gặp con gặp là con xỉu luôn á. Nhục thôi 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 người là nhục chạy. Cọp thấy người chạy. Con cọp to quá. To To, to của đây hả? Cao không? cao đây Màu gì đó? màu đỏ Màu đỏ. màu vàng Đỏ vàng. Thì đúng là cả nhà. Trời sao nguy hiểm vậy? răng là y Có răng nanh luôn hả bác? răng Trời ơi, nghe mà sao thấy rùng rợn quá cả nhà. Nhiều lắm hả bác? nhiều chứ Bác không sợ thiệt luôn á hả? đi là hồ là nhiều lắm Trời ơi. Con cứ nghĩ là thời buổi bây giờ làm gì còn cọp nữa. cái gì mà làm nuôi con cặp nuôi là một con nó sử dụng Cả nhà có tin không cả nhà? Ở trong sở thú hay là những cái khu du lịch thì bây giờ mới còn cọp thôi, chứ ở trên núi này nhiều khi là mình gặp cái con mèo rừng á. Bác biết con mèo rừng không? con mèo có Con mèo rừng con cặp nó cũng tựa có tựa như con cọp á. con mèo là ăn ăn gà Dạ. Vậy là bác cỡ là có cọp thiệt chứ không phải là mèo rừng. Là con chó của bà dễ thương quá Thắng nước hả? ha. Bác, nó nghe, bác dắt con xuống nhà xin miếng nước uống nha. Dạ. Bác Đi, không đi. đem này theo hả? Đem Không gửi gùi, không gùi theo. theo hả? Gửi theo. Cái gùi này là của bác đó hả? Bác gùi nổi không? Đâu bác gùi con xem tới được không bác? Sẵn Đem. sẵn dịp là mình đi xuống dưới nhà luôn để con được mắt. Đây, được. Bác không 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 ẵm con chó theo à? Con chó của bác này. Win. Quên. Đi, đi. Con chó của bác dễ thương quá ha. Bác thương chó lắm hả? Chó. Đây, cả nhà mình xem phụ nữ miền núi nè, tuy rằng lớn tuổi nhưng mà sức khỏe vẫn còn rất là dẻo dai. Đội trưởng Thang cũng trải nghiệm để cái gùi, thử cái gùi này giúp bác mang xuống. Cái nào lao nhớ. Cái nào lao đi. Hả gặp nào tới bộ đấy nhớ. Hả gặp nào tới bộ đấy nhớ. Dạy nó đệ nơi. Cả nhà mình xem bác đi rất là khỏe luôn, đi rất là nhanh luôn. Bác ơi, bác ơi, bác ở trên đây được bao nhiêu năm rồi bác? Ở trên đây được bao nhiêu năm rồi? Không biết. Không biết. Không nhớ tuổi của mình hả bác? Không nhớ. Bác có nhớ năm sinh không? Năm sinh của bác á? Wow, ở đây thấy cái mía to quá cả nhà ơi, mà không ai ăn hết, để ngã rồi nè. Bác ơi, bác ơi, bác ơi, bác ơi. Wow, cái mía sao to quá trời to rồi, đã kìa chưa chị gái, chị gái, cái mía này ăn được không, cho em được không, cho em xin được không? Trời ơi, mía to mà không ai ăn hết rồi cả nhà. Chặt mía, chặt mía, chặt mía. Bên kia có một bụi nữa. Mình trồng đây mình không sao mình không ăn mà mình bởi để ngã hết vậy chị. Trồng không ăn mà để ngã hết vậy. Trời ơi, mía mía cho bò ăn hả?
ở dưới mình thì không có mía để ăn, lên trên đây thì mía quá trời luôn. Vậy dắt em về nhà chị tham quan chút xíu được không? Dạ thôi, một cây đây là ăn đủ rồi. Cây đây là ăn mỗi mồm luôn á, nhai mỗi mồm luôn á. Được không? Được không? Ổn không? Chị dắt em xuống nhà cho em xin miếng nước hả chị? Mà sáng em quên, em lên đây mà em quên mua nước á. Sáng quên mua nước cả nhà ơi. Nước đây mình uống nước suối hay là mình mua xuống làng mình mua chị? Nước uống á, mình xuống làng mình mua hay là mình uống nước suối? Uống nước suối ở đâu chị? Suối nhỏ ở trên đây. Là ở dưới đây là suối, đây là suối lớn. Suối này là không có được sạch ha. Là suối nhỏ sao? Suối nhỏ nó sạch. À, suối nhỏ mới sạch hả? Sạch suối nhỏ là một núi. Dạ. Tập đoàn khám mẹ bà mẹ bà rô về mẹ nhá. Ờ, bà rô về bà rô ra đến bà rô cho cơ cơ thao sẽ chuyện gì vậy? Wow. Đi qua cái cổng này cả nhà. Phía bên kia thì có nhiều ngôi nhà nhìn rất là lạ lắm cả nhà. Chắc có lẽ là đến thăm cái hoàn cảnh của hai mẹ con chị này rồi. Đưa cho Thang sẽ đi qua bên đó để trải nghiệm những cái ngôi nhà và cuộc sống của bà con miền núi bên đó. Dạ. Đường này cũng có người ở nữa hả chị? Nhiều không? Ở trên đó nhiều không? Ở xa mà ở trên núi vậy đó hả? Ui. Ui. Không được, đi lên. Ngọc bắt khô ở cùng. Đã đến nơi rồi cả nhà. Mệt quá. Cả nhà mình xem này. Cuộc sống của bà con này. Phải nói cây rựa của bà con người đồng bào rất là bén luôn cả nhà. Cảm ơn người bạn. Bữa giờ ở trên đây mưa nhiều lắm hả bà bác? Bữa giờ trên đây mưa nhiều lắm hả? Nhiều. Hèn gì con thấy ở chỗ này là ướt hết trơn rồi. Ở đây có con heo dễ thương cả nhà. Mấy bé chó. Quay bên trong ngôi nhà của người đồng bào cho cả nhà mình trải nghiệm nè. Phải nói cuộc sống rất là đơn sơ luôn cả nhà. Nhà mình không có điện năng lượng hả chị? Nhà mình không có điện năng lượng hả? Là tối mình ngủ ngôi nhà này hả? Dạ. Cả nhà mình xem cuộc sống của bà con miền núi. Mình nhìn cái ngôi nhà mà mình hình đây dung là ra được. Nhà con tay. Dạ. Nhà con tay. Nhà bà là ở núi. Dạ. Nhà đây là của con trai bà. Là bà chia sẻ là bà ở trên núi cao. Lúc nãy bà kể là ở trên đó là bà gặp rất là nhiều cọp. Không sợ. Bà nói là con cọp nó chê bà già, nó không có ăn thịt bà. Không ăn không được. Ăn không được. Ốm quá. Già nhưng không ăn. Dạ. Nó chê bà già, nó không ăn. Nó chê bà ốm, nó không ăn.
không ăn. Bà nói chuyện dễ thương quá cả nhà. Cọp mà chê bà ốm mà già. Thịt bà không ngon hả? Nên nó không ăn hả? Nên bà cũng không sợ nó. Sợ. Ồ. Bà đi ra ngồi chơi bà đi, cho sáng. Đây cả nhà mình xem nè, chị nuôi heo mà chị lấy mía. Chị cho heo ăn luôn cả nhà, đây nè. Mà con heo ở trên này nó ăn mía luôn hả chị? Ăn chứ. Ôi. Nhìn heo nó ăn mía thấy ngon chưa cả nhà? Ngon chứ. Lần đầu tiên con thấy hình ảnh là con heo nó ăn cây mía hả bà? Bác. Ăn mía, ăn gút chuối. Dạ. Cả nhà mình thấy heo ăn mía bao giờ chưa cả nhà? Không phải là lắm nhưng mà gút chuối là lần đầu tiên. Là mía là ăn trời. Dạ. Nhà đây nhà ngu này. Ôi, nhìn cái ngôi nhà lạ lẫm quá. Cả nhà, cái ngôi nhà này đặc biệt là bốn cái vách là làm bằng bùn. Mái trước đây là làm bằng tre. Ô. Nghèo quá nghèo. Nghèo quá nghèo. Sắp hết rồi, mình làm cái tre đỡ đỡ này. Trời ơi, nhìn ngôi nhà thấy thương vậy. Đang quay bên trong cho cái nhà mình xem nè. Trước kia là mình làm cái ngôi nhà đó. Nhưng mà bị sụp bây giờ làm bằng tre luôn. Đó cái nhà mình nhìn nè. Nó có đẹp nó hờ hết luôn á. Bốn vách là làm bằng đất. Còn vách trước đây làm bằng tre. Nhìn cũng lạ lắm cả nhà. Phải nói là ngôi nhà của chị là độc lạ luôn á. Độc lạ miền núi luôn á. Chồng của chị đâu? Đi rừng. Đi rừng rồi. Dạ. Đi rừng cao không? Cao chứ. Chồng của chị đi lên rừng làm công việc gì? Tôi có làm công việc gì? Đi kiếm bộ ô, dễ mai, làm gùi. Ồ, đi kiếm cây mây làm gùi. Đi khi nào về chị nhỉ? Trước khi chiều 4 giờ, 5 giờ tới. Dạ. Hai vợ chồng có mấy người con? Hai đứa con, rồi con của chị đâu hết rồi? Đâu có con ở nhà, một đứa con trai lên chợ, một đứa con bé đi học, không có ai mà ở nhà. Dạ. Chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Dạ. Chị có nhớ tuổi của chị không? Chị 40 mấy tuổi rồi. 40 mấy tuổi rồi? Dạ. Cuộc sống bà con khổ quá ha chị ha. Chị ở trên đây. Mẹ ở Thế Giàn thôi vậy chị. Dạ. Đây là mẹ của chồng mà ở Thế Giàn một ngày, hai ngày. Ở Thế Giàn là như thế nào chị nhỉ? Thế Giàn nó đi rồi của nó chứ. Đây là chị là ở, đây là nhà của chị. Mẹ là ở rể trên núi. Dạ. Mẹ rể nó riêng mà. Dạ, ở riêng nhưng mà hôm nay lại xuống đây chơi với chị. Chị là đâu có chơi đâu, con về mẹ ở đây. Chắc quý bỏ đi chị. Mình tại vì chị chắc quý không được chị bệnh biết lắm. Dạ. 3 tháng này làm không được á. Đi con về mẹ sao con về của mẹ. Dạ. Mẹ gửi đây. Nhà tài sản có 6 con dê. Mẹ. Dạ. Con dê mẹ, con dê chị là con dê nhà nước cho. Dạ. Chưa có đi. Dạ. Ở trên đây là chị thường thường là mình là ở trên đây là mình chặn dê thôi, chặn dê cho mẹ thôi. Rồi đi chặt củi. Mẹ nó gửi thì dàn mà. Dạ. Nó chặt củi bỏ đây mình chắc đúng được tại vì biển biết á. Dạ. Chị cho em lên nhà chị ngồi xíu nha. Ngồi. Cả nhà, bên trong ngôi nhà của chị á, thì đôi chân lên thang nhìn thấy là có những cái dây mây để chị làm gùi. Làm gùi chứ. Dây mây làm gùi, đây là phố ô nè. Dạ. Làm gùi. Tối hai vợ chồng ngủ đây. Cái sàn thì bằng làm bằng tre, nhưng mà không có làm cái chân nhưng mà lấy cục đá để cơi. Cơi lên. Nó có biết làm gì đâu. Nhìn cũng rất là... cũng rất là làm xi măng đàng hoàng mà nước nó dù ngủ không được.
Dạ. Mình làm đây lẽ cho chắc cái tế làm để cho làm Dạ. thí luôn á. Dạ. Cái nhà nó không phải là chọn làm, người ta làm nữa chưa. Dạ. Người ta phụ làm nữa hả? Người ta phụ làm bắt là chẳng đi làm công lại người ta chứ. Dạ. Đâu có biết làm nhà đó. Dạ. Chị nói chị bị bệnh gì? Đâu có biết đòi tiền còn bị chỗ lô tè. Rốt cuộc á, để bệnh viện biết cả ngày không có bức đâu. Dạ. Ngày nào cũng đau, đau hết tay mình. Dạ. Bỏ súng thì được á. Mình đứng không được. Dạ. Đó, đứng từ từ mình được này. Ba buông lưng đi bệnh viện không có được đâu. Rồi Không bác có sĩ bức. nói làm sao? Bác sĩ nói đau xương cột không có bức đâu. Dạ. Đó. Chị có uống thuốc không? Uống cho. Mình có thuốc mà hết thuốc rồi. Rồi có tiền mà mua thuốc nữa. Đau hết cả người luôn hả chị? Đau hết cả người luôn, chân tay cái nhà này ấy. Có lúc mình chỉ lên bình thường, có lúc là nó ngã xuống lại chưa đau, đau hết luôn tay chân gì đó. Đó. Nghe chị nói thấy thương quá Xăng á, xăng này chị múc nước bỏ cho mình trong hồ á, ha. hai cái nước chị mình Dạ. Nhà chị chưa có đèn năng lượng hả? lương lương ở đây không có năng lượng đâu. Dạ. Chẳng làm quê một tháng nữa một cái năng lượng để bỏ bên ngoài Dạ. ở đây không có năng lượng ở về nhà này Dạ. ngủ tươi luôn Ngủ tối luôn hả? á. À, hai vợ chồng đan gùi như vậy thì bao nhiêu lâu thì mình mới đan được một cái gùi? Ôi làm cái gùi lâu quá, Một tháng mình đan được bao nhiêu cái? có một tháng chừng một cái hai cái. Ồ, một tháng có một cái hai cái thôi hả? Đi chắc ngày, chắc giới mai ngày khác đi chắc bộ ngày khác cạo tại nhà cạo chưa. Dạ. Nó sắc bị nhiều thơ lắm mà đủ một cái cùi chân nè, cái miếng nè, chơi nè, cái to nè, lâu quá. Lâu quá. Hai, một tháng mới đang được hai cái gùi thôi. Một tháng chứ là làm nhanh nhất chỉ có ba cái bốn cái. Dạ, làm nhanh thì được ba bốn cái. Một cái mình bán bao nhiêu tiền chị nhỉ? Làm cười một cái chứ có 200 ngàn à. Có lúc 200 có lúc không có Dạ, một cái đó. 200. Mình đang nhanh thì một tháng được bốn cái thì được 800. 800 mà lần trước nữa chứ ăn đâu có đủ. Đến trường để có một thiếu bông ngọc lấy bông ngọc, thiếu muối lấy muối. Dạ. Làm quỳ xong đem đi quán xong rồi quán phải tơ lại chứ. Dạ. Chỉ còn trong tay cho 100, 200 gì đó. Có Dạ. thiếu gạo lấy gạo ăn trước. Nghe chị nói thấy thương quá ta. Nhà còn gạo ăn không? Nhà còn gạo không? Gạo ở trong nhà bên kia. Còn nhiều không? Còn mắm còn muối không? Không Không còn luôn có, hả? không có. Dạ. Ai giờ đang nghèo là nghèo, quá nghèo. Đi làm không có được. Bà là về Rồi phụ về ta mà bớt cái mẹ nhé. mời mời về bệnh viện, ba không bệnh. Đi chắc không về. Sao bà nói sao bà? Khổ quá hả? Khổ quá. Làm quê một đồng hai đồng ăn không đủ. Dạ. Thế là bệnh bệnh là bệnh luôn. Đau gan này, đau bao tử này, bụng bụng này, anh chị vậy yếu quá. Bác già yếu như vậy rồi á, bác đi lên trên núi cao á, bác đi có nổi không? Nơi đi đi hàng ai mà đi tập đi đại đi trong mua 6 giờ là 10 giờ mà tới. 6 giờ sáng đi, 10 giờ đêm mới tới. Xa vậy đó hả bác? Rồi bác đi xa như vậy rồi một mình là bác là đi luôn hả? Đi luôn
Đi một ngày nhá, đi luôn là không nổi. Dạ, bác ơi là nhìn nó bác ở bao nhiêu ngày đầu bác mới xuống về? Đầu chân, đầu gối. Bác đi trên đó ở bao nhiêu ngày bác mới về lại dưới làng? Về lần. Bao nhiêu ngày ở trên đó bao nhiêu ngày? Đó ở lần là 2 ngày mà đi liên lại. 3 ngày đi liên lại đầu gối này, đầu tay. Khổ ấy. Khổ quá. Khổ quá. Ừ. Nghe bác nói đi 6 giờ sáng mà đi tới 10 giờ đêm mới tới luôn cả nhà. Ừ. Khổ quá hả bác? Khổ quá. Có khi nào bác không có tiền mua gạo ăn không? Không có. Không làm được này, làm gùi không được. Ăn bậy bạ ăn kèn là đủ, kèn đằng ăn đấy. Dạ. Ừ. Già lơ, không có gạo mà ăn. Dạ. Ừ. Không có gạo ăn thì đâm bắp, làm lớ ăn. Ừ. Ở núi nhá. Ở đây là nhà con dạ. Tài. Con tài theo bự. Dạ. Nghe bác nói sao thấy thương quá cả nhà. Ừ. Bà già này đó ở núi, vùng sao. Ở núi. Dạ. Vùng sao ở trên núi cao. Núi cao. Hôm nay xuống đây thăm con rồi một hai ngày lên lại. Ừ, lên lại. Bà ăn cơm trưa chưa? Ăn buổi sáng, ăn rồi. Buổi trưa mình có nấu cơm chưa bà? Ở bên kia. Dạ. Ừ. Bà bạn thôi, bà cháu mình đi ra bên ngoài cho sáng đi. Nhà xem. Dạ, ra bên ngoài cho sáng. Đi xem ở đây. Nghe bà con miền núi chia sẻ thấy thương ở cái nhà, cái vách nhà của chị gái nè. Bị lung lỗ hết trơn rồi. Xuống cấp rồi, muốn sập rồi cả nhà. Ở đây tôi chừng lên thang thấy có một cái cối của người đồng bào này cái nha. Cái cối họ đâm bắp làm lớ nè, đâm riết mà trắng luôn cái hết cái cối luôn. Da gạo, da lớ. Da lớ mà trắng hết cái cối luôn. Nhà bà con nghèo miền núi cả nhà, nhìn hình dung là biết cuộc sống của họ khổ rồi. Ở trên đây thấy có ghi số nè, 0111 2001 là có nghĩa là ngày 1 tháng 11 2012 chứ không phải là 2001. Đây là chỗ ngủ của bà đó hả? Ngủ ở đây. Dạ, bà cho con lên nhà chút tham quan nha. Ừ. Ở bên đó là ngôi nhà của vợ chồng chị gái ngủ, còn bên đây là xem. Bác chia sẻ là mỗi lần bác xuống đây thăm con là ngủ bên đây. Bác ăn cơm chưa đó hả? Chưa, ăn bữa sáng. Tôi là không ăn. Ừ. Cái này là lớ đó hả bác? Lớ này là hột mè. Ăn cơm. Muốn ăn có người đồng bào này cả nhà, hột mè. Có cá mà ăn. Có thịt mà ăn. Cùng đây. Ừ. Cần mít. Ôi. Ừ. Khô quá. Canh mít. Ừ, canh mít. Canh mít cả nhà. Cái này là hột mè, đây là mình làm bằng bắp hả bác? Ăn theo cùng. Không mà đưa cho lên thang hửi rất là thơm cả nhà, ngửi rất là thơm luôn. Hôi thở. Thơm lắm. Cái này là mình làm bằng bắp, mình làm ra cái này. Trồng ở rẫy. Trồng ở rẫy. Ừ. Nhìn lạ lắm cả nhà. Ăn bậy bạ. Cái này là ăn sao bác?
Ăn sao? Lấy cái này chấm cái này hả? Ừ. Ăn cùng, ăn đầy. Ừ. Cái này là tự như là múa đậu phộng vậy đó cả nhà. Đậu phộng đâu? Hột mè. Hột mè. Ừ. Nhưng mà không biết làm bằng cái gì, từ cái gì ra thành cái món ăn này. Ăn đầy đi. Không có cá mà ăn. Dạ. Không có tiền mà mua cá, mua thịt. Bác ăn đi, bác ăn đi. Bác ăn ngay cho con trải nghiệm. Ăn. Ở đây nè, thấy bắp rất là nhiều cả nhà. Ừ. Bắp đây. Cây nấm này, cây nấm gì đó bơ bác? Nấm rồng. Ươm gạc biển. Cây nấm này hôm bữa đi cho con ăn. Biển trần. Đây nè cả nhà, nấm rừng. Nấm là có tên gọi nấm gì bác nha? Nấm này có tên không biết. Không tên. Đây nè cả nhà. Bác nói là chị xương khớp. Ừ, xương khớp. Uống. Bác lấy cái nấm này bác uống nữa hả? Ừ, uống. Mình không biết cái nấm này là nấm độc hay là nấm uống. Hiền mà sao bác uống? Rau, uống rau. Đồ bình. Đồ tài. Đồ chân. Dạ. Ừ. Cái này mình nấu nước uống hay là ngâm rượu uống bác? Uống nước không. Không rượu đâu. Uống không thôi. Ừ. Là uống bằng như cách dùng như thế nào bác? Cái cách mình dùng để uống như thế nào? Xui. Nước xui. Nấu nước sôi. Ừ. Bỏ vô. Bỏ vô. Dạ. Uống là lao. Không biết cái nấm đó tên gọi là gì cả nhà. Không biết là độc hay là hiền mà bác uống luôn. Ừ. Wow, một bọc luôn cả nhà ơi. Ừ. Này là một bì luôn rồi cả nhà. Này, quỷ nấm luôn. Bọc vào dạ, ăn được cả nhà. Đen. Bị luôn. Ừ, cái này mình xem này. Đó. Nấm này nấm nha. Linh chi hay sao cả nhà? Nhìn giống giống linh chi cả nhà. Một giấc tiền. Mưa là mưa. Nhiều khi bà con người đồng bào miền núi hái những cái nấm này là nếu mà thật sự mà mình là biết về cái loại nấm này á, thật sự là nếu mà đúng đúng nấm là quý lắm đó nha cả nhà. Nhìn cái cọng nấm nó rất là cứng. Rồi cái nấm nè. Cái màu rất là đẹp luôn. Màu đen óng ánh óng ánh. Cái này mình hái ở trên núi cao hả bác? Ừ, ở trên. Cá này hồi nãy con tặng cho bác nè. Chiều đây bác nấu canh chua ăn nha, hái lá giang á. Nấu canh chua ăn. À, thấy bác ăn hình ảnh thấy thương quá cả nhà. Ngon không bác? Ngon chứ. Ngon mà ăn. Ngon ở đâu không ăn. Ngày nào mình cũng ăn những cái món ăn như thế này hả bác? Thì thôi yêu là không ăn được. Trời ơi. Nghe nói thấy thương quá cả nhà. Ở đây tôi trên này thấy có một cái tấm gỗ rất là đẹp luôn. Cái màu rất là đẹp. Tấm gỗ đây là kêu bằng gỗ gì vậy bác? Được. Gỗ đây hình như là gỗ. Gỗ gì đó cả nhà, chắc gỗ quý. Nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn hình ảnh bà con nghèo miền núi. Thấy lùi cụi thấy thương quá cả nhà. Quần áo thì lụm thụm. Canh mít. Canh này mình thấy cái trái mít non mình nấu hả chị? Nấu. Dạ. Canh mít mẹ đem sáng. Dạ. Chị cho em hỏi cái loại nấm này là có tên gọi gì chị biết không? Cái này ai hái, chị hái hay là mẹ hái? Tao có biết mua quán. Mua ở quán? Ừ. Ủa chứ không phải mình hái à? Chị mua cái này hả? Đi
đi quê về thấy chỉ có năm cười, mình nấu thử, mình nấu nấu xong mình lau lau lau, mình từ từ mình nấu được, mình nhìn thử, mình nhìn mình uống được. Yeah. Uống được xong mình đi xuống trên làng, mình đặt về hoàng người ta bán. À. Mà đi rừng mà không có. Ý là chị đi núi, đi rừng rồi chị gặp cái cây này. Không có. Rồi xong chị hái, giờ chị liếm thử. Ờ. Liếm thử là thấy uống được. Ở quê cũng dễ đây nè. Dạ. Uống, mình đã có biết thuốc đâu. Mình uống lung tung, tại mình bệnh quá, bệnh khó chịu lắm á. Dạ. Mà 3 tháng này mà uống thuốc miết mà không có bức. Dạ. Đó, rồi chị đặt người ta hái, lại. Đặt hái cái này giờ chị mua lại. Mình đặt nhiều quán, người ta bán nhiều quán, yeah. Mình mua lại. Bao nhiêu đây thì mua bao nhiêu tiền hả chị ha? Ờ, đó là nửa lạng 150. Nửa lạng 150? Ừ. Ồ, mắc vậy đó hả? Vâng, nói, nó nói là nó giúp nữa chứ, quán nó quen á. Vừa bán vừa giúp? Ờ, vừa bán vừa giúp, nó nói. Cả nhà mình biết cái loại nấm này... có tên gọi là gì, cả nhà comment bên dưới cho được chị Lưu Thang học hỏi và biết được cái tên cây nấm này nha cả nhà. Nhiều khi nấm này nấm quý á cả nhà. Đây nè cả nhà. Có biết đó. Cái này mình nấu nước mình uống hả? Ừ. Bỏ vô nấu nước sôi rồi uống. Ừ. Mà nhìn cái da của cây nấm này rất là chắc chắn cả nhà. Đen bóng. Nhìn rất là đẹp. Thấy nha, chị ăn cơm thấy ngon miệng quá cả nhà. Thấy chị ăn mà em đói bụng luôn á. À, sáng quên mua nước cả nhà ơi. Chạy đường xa cả nhà. Từ ở dưới thành phố mà mình lên đây rất là xa xôi. À, tính ghé lại mua nước nhưng mà cứ chạy rồi quên luôn cả nhà. Khát nước quá là bây giờ xin mí rồi ăn. Ăn rồi lấy cái nước. Chứ khát quá chịu nổi. Miếng này ngọt lắm cả nhà. Ừ. Ngọt mà cứng hả chị ha? Cứng. Này mới có răng ăn mới được à? Không có răng ăn được đâu. Lấy miếng. Lấy miếng. Ừ. Lấy rửa nó sạch. Cứng quá. Ừ. Ngọt. Ngon, ngọt. Ừ. Ở nhà mình xem hình ảnh bà con người đồng bằng miền núi á, khi mà mình đến trò chuyện với họ, mình nhìn cái biểu cảm của mặt của họ, mình cảm thấy họ rất là thân thiện luôn á cả nhà. Trước giờ có ai lạ lạ tới đây không chị? Không ai tới hả? Có ai tới đây cho quà, cho tiền mình không? Không có luôn hả? Không có. Ở đây là con dùng để nguồn nước á cả nhà, lấy dưới suối lên dùng luôn, bò dê rồi uống như đó rồi mình lấy lên mình uống luôn. mình lấy nước suối mình uống, mình có nấu không chị? Có nấu sôi mình uống không? Nấu. Nấu hả? Ừ. Uống nước xíu nhiều không tốt, dễ bị sốt rét. Đâu. Tại vì nhiều những con muỗi nó sanh sản là con lăng quăng đó, rồi mình uống vô là không có tốt. Ừ, đâu có biết đâu. Chị có biết cách mà mình lấy cái cục phèn chua rồi mình bỏ vô luôn mình quấy không? Đâu có biết đâu. Không biết hả? Ừ. Bên rất là khó tỉ lắm á. Đi bên biển biết không? Dạ. Đi bên biển Huế. Đi bên biển tên mà không có. Đi camera không có. Mà không có bước. Khổ quá vậy hả? Đi qua con dê thằng là người ta làm cỏ, mình đâu có làm cỏ đâu. Dạ. Là chị muốn đi khám bệnh nhưng mà không có tiền. Không có, có hết tiền rồi. Chị có bảo hiểm không? Có. Có bảo hiểm hả? Ờ. Có bảo hiểm mình đi khám cũng đỡ tốn tiền vậy hả? Phải tốn chứ, tiền xăng. Dạ. Tiền lúc ăn trước, nữa. Lúc trước chị đi khám như vậy là chị mất bao nhiêu tiền? Bây giờ đi cam ranh được 1 triệu mấy. Đi bệnh viện huyện
Tại trái tiền ăn không phải người ta đâu có lấy tiền đâu. Dạ. Bác sĩ không có lấy. Dạ. Mà tiền mua cơm ăn, mua nước uống. Khám là bác sĩ không có lấy tiền? Không. À, mình là người đồng bào Lắc Lay thì mình được ưu tiên hả chị? Ờ. Dạ. Chỉ tốn tiền ăn thôi với tiền xăng thôi. Ờ, tiền ăn, tiền xăng chạy qua chạy lại. Dạ. Không có ai mà ở nhà. Chiều á, ông xuống, sáng nó lên đây lại. Dạ. Nó chạy lên đây lại chứ. Dạ. Ờ, không có ai mà ở nhà. Từ khi mình bị bỏ nhà luôn, đâu có biết nhà nữa. Bỏ dễ bỏ luôn ở trong nhà. Dạ. Hỏi thiệt vậy chứ bây giờ trong túi của chị còn bao nhiêu tiền? Còn. Không có ngàn nào không hả? Đâu không có, điện thoại. Thuốc. Không có tiền rồi. Đâu có tiền chị đâu. Chị cũng hút thuốc nữa hả? Ừ. Chị hút thuốc lâu chưa? Hút thuốc lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? À, được 2-3 năm rồi đó. 2-3 năm rồi. Ừ. Phụ nữ người đồng bào Rắc Lây đa phần là cũng có nhiều người hút thuốc cả nhà. Ừ. Đang chị hút cho em xem thôi rồi. Hút thử điếu cho em xem thôi rồi. Tại vì chịu quen lắm. Chịu quen lắm hả? Chị hút thuốc gì vậy? Thuốc này là... Milia hả? Milia. Đấy, cả nhà mình thấy người phụ nữ miền núi ngầu không? Mà đi quên về, nó sang mặt á. Dạ? Nó ơ không mà đi quay quên về ăn cổ. Dạ. Nó sang mặt nó hút thuốc. Mà không hút thuốc nó buồn ngủ. Dạ. Không hút thuốc thì buồn ngủ. Ừ. Mẹ của chị có hút thuốc không? Không hút hả? Không hút. Dạ. Trời, nghe bác nói là bác ở trên núi cao thì cao mà cho nó cọp rất là nhiều. Mà không sợ. Đi sợ có ai mà đi được đạo. Miếng ngọt quá cả nhà. Hôm nay em có duyên gặp cái hoàn cảnh của chị với lại mẹ của chị. Thì em cũng có một cái món quà nho nhỏ để gửi tặng cho chị và mẹ của chị ha. À, thơm luôn. Nhìn chị thấy hiền hiền sao cả nhà thấy thương. Chồng đi làm chiều mới về. Thì hôm nay đội trưởng liên thang có mang quát các khu với lại điện năng lượng cả nhà. Thì chị nhà chị thì đội trưởng liên thang thấy chị có điện năng lượng rồi nên là sẽ nhường cho một hoàn cảnh khác. Đội trưởng liên thang cũng có tặng cho chị là 2 kg cá cơm. Hôm nay đội trưởng liên thang xin chức quỹ của cô chú anh chị mạnh thường quân trên kênh của đội trưởng liên thang để giúp đỡ cho hai mẹ con. Nghe hai mẹ con chia sẻ thì mình cảm nhận được là cuộc sống của hai mẹ con gặp khó khăn. Ông xem mình tặng cho họ một ít tiền thì xem như là một cái động lực cả nhà. Một món quà an ủi tinh thần. Có thể là họ có tiền họ xuống dưới làng họ mua một ít gạo, một ít cá, một ít mắm, muối gì đó. Họ lên họ dự trữ họ dùng 5-3 bữa. Đội trưởng liên thang xin phép đọc tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân thứ nhất là cô Trần Lê Thanh ở Mỹ. 1 triệu. Chú không tên. 500 ngàn. Cô Tư ở Lâm Đồng. 200 ngàn. Cô Trịnh Đặng ở Mỹ. 300 ngàn. Cô Lê Thị Minh Nguyệt ở Mỹ. 500 ngàn. Tổng số tiền là 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 2,5 triệu, 2,5 triệu thì đội trưởng liên thang trừ ra 2 kg cá cơm là 200 ngàn, lại còn lại là 2,3 triệu, 2,3 triệu thì đội trưởng liên thang sẽ gửi tặng cho hai mẹ con người đồng bào miền núi.
2,3 triệu. Triệu 300. Đây, con tặng cho bác 1,1 triệu nha. Đây, tặng cho bác 2 tờ 500 và 1 tờ 100. Tiền đây không phải là tiền của con, tiền đây là tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Ừ. Đã yêu thương bà con nghèo miền núi, con chỉ là một người làm cầu nối thôi. Ừ. À, bác có cảm ơn thì bác nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của con, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Và tặng cho chị gái là 1,2 triệu, tại vì chị gái nói là chị gái đang bị bệnh trong người, có thể là dùng số tiền này mua thuốc uống. À, chị nhìn vào màn ảnh nhỏ của em, cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em ấy, cho Mạnh Thường Quân vui. Cảm ơn Thường Quân. Chị là không có bò có dê gì hết, chẳng dê cho mẹ thôi. Chẳng dê. Dạ. Mẹ là có mấy con bò, mấy con dê. Mẹ chỉ sao con dê, 2 con, mẹ 3 con, còn 3 con, mẹ 3 con. Dạ. Thì dê ở quê là bây giờ rất là rẻ cả nhà. Dạ. Con bò mà có lúc đó mà mua nuôi con bò 3 con sao mới bệnh đầu bán, không có tiền, chỉ có sao tiểu mà đi hết bên mà bên này không có đi nữa. Dạ. Mình chịu bỏ chết ở nhà luôn, khỏi đường khỏi đi luôn mà. Ừ. Ngày nào cũng đi thuê, ngày nào cũng đi bệnh viện, không có bớt. Dạ. À. Chị bệnh trong người là đau xương khớp. Thành nên đau xương khớp mình đầu tiên nó vô lỗ tai này, cả đầu này đau hết này, cái lưng này, cái chân này nó đau hết này. Dạ. Tai nữa chắc quên không được. Ừ. Mẹ thấy rằng mẹ ở đây mẹ chắc quên bố. Còn sáng á chị đi lên rẫy, chị đi lên rẫy thì sáng múc nước 2 can bỏ trong nhà. Dạ. Thôi cố gắng nha chị ha. Mình tìm cách những cái bài thuốc bà con người đồng bào á. Ừ. Có nhiều người họ biết những cái bài thuốc đó là hay. Ừ. Như uống rễ cây rừng nè. Đó, mình uống, mình trị bệnh của mình đó. Ừ. Tao có biết thuốc nào đó. Không biết hả? Ờ. Thuốc này, thuốc năm mình uống lung tung, mình chết thì mình bỏ. Yeah. Ờ. Chắc có lẽ là phải đi bác sĩ một lần nữa để bác sĩ khám thử mới biết được bệnh của mình. Đi rồi 3-4 lần rồi. Đi 3-4 lần. 7 tháng này. Về nhà cũng ở bình thường, không có giảm đâu. Dạ. Yeah. Ngày nào cũng bị hết đau nhất cả ngày luôn rồi. Chị phải cố gắng ở nhà luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Mình chết thì chết ở nhà luôn. Đi miết mà đi hoài mà không có bước. Vậy hả? Ừ. Đi hoài mà không bước. Bác sĩ nói làm sao? Bác sĩ nói là bệnh gì? Bác sĩ đâu có nói đâu. Chụp hình ở trong đó rất là khó coi lắm á. Chụp hình rất là khó coi. Ừ. Bác sĩ đâu có nói gì đâu. Dạ. Ừ. Bác sĩ có cho thuốc uống không? Cho. Chuyên nước. Không bước. Không bước. Ờ. Bác sĩ cố hết cứu luôn á. Dạ. Ờ. Từ đầu tiên con vô lơ tè mà đi miết luôn á. Hai mai chị đi khám bệnh đi. Chạy xuống khám lại 1 lần nữa để xem thử là bệnh tình của mình như thế nào. Ở 2 tháng này là mình ở nhà luôn, mình khỏi đi bệnh viện đi khám, không có tiền mà đi khám nữa. À, lần khám cuối cùng là bao nhiêu lâu rồi? 7 tháng rồi. 7 tháng rồi. Ở nhà này là được 1 tháng. À. Ở tháng này ở nhà. Bây giờ em sẽ tặng cho chị thêm 1 triệu nữa, rồi ngày mai chị kêu chồng của chị chở đi xuống bệnh viện Nha Trang khám ha. Khám thử rồi mình tìm cách mình điều trị ha. Ừ. Chị khám là không có tốn tiền, nhưng mà tốn tiền xăng với tiền ăn. Ờ, tiền xăng, tiền ăn. Mình tiền đi nước. Xuống dưới đó mình ở lại hay là mình đi mình về? Đâu có về, chẳng phải về chứ. Sáng chẳng về. À. Mà chiều chẳng xuống lại chứ. À. Không có ai mà ở nhà. Cũng biết đi học mà còn tay là lấy chợ ở theo chợ luôn. À. Thấy chị chia sẻ cũng thấy thương cả nhà. Hai vợ chồng luôn. Rồi em tặng thêm cho chị là 1 triệu nha. 1 triệu nữa để có kinh phí để mình đi khám bệnh ha, mua thuốc uống.
xuống đó khám rồi bác sĩ hướng dẫn, hỏi bác sĩ là bác sĩ khám rồi hướng dẫn chị cái thuốc đó để cho mình mua mình uống. Khám thì không tốn tiền nha, nhưng mua mua thuốc thì cũng phải tốn tiền. Đi lên xin trích thêm 1 triệu quỹ của cô Trần Lệ Thanh ở Mỹ. Cô Trần Lệ Thanh người ta nói là nghe người ta nói mình không có tiền mình phải bỏ nhà, người ta nói là đi bệnh viện Sài Gòn 100 triệu hết bệnh, mình không có đi. Người ta nói đi 100 triệu mới hết bệnh. Chị bệnh gì mà mình phải đi 100 triệu mới hết? Người ta nói mình không đi. Mình chỉ phải biết là cái bệnh của chị là bệnh gì, mình mới biết đường để mình được. Thế nó còn ăn vô đây nè, nó vô hết rồi luôn nè. Nó đi đâu mà đau mà nói bác sĩ sợ. Em không hiểu được. Em không về mà không hiểu, mà chỉ dạ. Hiểu hết. Thôi em tặng thêm cho chị 1 triệu ha. Để mai đi khám bệnh nha. Nhớ là đi khám bệnh nha. Khám bệnh để mua thuốc uống. Tiền đây là tiền của cô Trần Lê Thanh ở Mỹ. Chị gửi lời cảm ơn đến cô Trần Lê Thanh đi. Cảm ơn nha, Trần Lê Thanh. Thì cả nhà, cô Trần Lê Thanh bị tai nạn thì cô có liên hệ với đôi chân lang thang rồi. Mẹ nói là mẹ khỏe lại rồi. Mẹ cảm ơn cộng đồng mạng đã yêu thương, gửi cái lời chúc tốt đẹp đến mẹ Trần Lê Thanh. Nghe mẹ hồi âm lại thì đôi chân lang thang cũng vui cả nhà. Nhưng mà cũng hơi buồn một chút xíu. Thì mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ. Có lẽ là đôi chân lang thang xin khép lại video tại đây. Và hiện cả nhà mình những tập video mới. Hôm nay đến thăm hoàn cảnh của hai mẹ con thì nghe hai mẹ con chia sẻ hoàn cảnh cuộc sống ba con thấy cũng khó khăn, và nghe bác kể cái câu chuyện về con cọp nghe cũng rất hấp dẫn cả nhà. Cọp nhiều lắm nhưng mà không có sợ. Sợ cọp chơi già thịt không ngon nên không có ăn thịt. Cả nhà, có lẽ là cảm ơn cả nhà. Đôi chân lang thang xin thay mặt cho hai mẹ con cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Xin chúc cho cô chú anh chị và gia đình có thật là nhiều sức khỏe, và không quên cảm ơn khán giả đã luôn đồng hành cùng với đôi chân lang thang, dành thời gian với báo xem video ủng hộ đôi chân lang thang. Xin cảm ơn, bye bye cả nhà mình.